Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đồng Nai ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc của tuần mới thật nhiều hiệu quả. Và trong số phát sóng ngày hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 7 năm 2023 sẽ gồm có các nội dung đáng chú ý như phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5%, phiên chợ không đồng cho người có công với cách mạng, thành phố Long Khánh tăng cường hỗ trợ giáo dân kích hoạt định danh điện tử VNEID. Tiết mục sắc màu cuộc sống tuần này, mời quý vị cùng về thành phố Long Khánh, Đồng Nai để tìm hiểu về cây chôm chôm trăm tuổi. Và bây giờ là thông tin chi tiết. Mở đầu là các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý. Thưa quý vị, hàng loạt doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu lại vừa tiếp tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Nghị định 95 và các thông tư liên quan đến bán lẻ xăng dầu. Theo đánh giá, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu luôn trong trạng thái hoạt động bấp bênh, thua lỗ nặng nề. Nguyên nhân là Nghị định số 95, Thông tư 104 và các thông tư liên quan không có lợi cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu. Cùng với đó, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu không nhận được chi phí kinh doanh định mức và lợi nhuận định mức theo Nghị định 95. Nghị định 95/2021/NĐ-CP cũng không ghi rõ giá bán buôn tối đa, không quy định chi phí định mức, không quy định mức chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán lẻ. Vì vậy, chiết khấu có thời điểm duy trì ở mức không đồng hoặc âm, dẫn đến doanh nghiệp bán lẻ thua lỗ kéo dài, phải cầm cố bán tài sản để bù lỗ. Từ những lý do trên, hàng ngàn doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên cả nước đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công Thương cần nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ. Hôm nay sẽ đến lịch điều chỉnh giá xăng dầu của cơ quan điều hành. Dữ liệu công khai giá nhập khẩu xăng dầu từ thị trường Singapore của Bộ Công Thương mới cập nhật đến hết ngày 23 tháng 6 cho thấy giá xăng RON 95 giao dịch ở mức 90,68 đô la Mỹ một thùng, xăng RON 92 có giá 85,60 đô la Mỹ một thùng, dầu diesel là 90,38 đô la Mỹ một thùng, thấp hơn không đáng kể so với giá bình quân trước ngày 24 tháng 6. Đối chiếu từ thị trường Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước có thể giảm nhẹ. Đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhận định nhiều khả năng trong kỳ điều chỉnh ngày 3 tháng 7, giá các loại xăng có thể được điều chỉnh giảm từ 150 đến 250 đồng một lít. Tuy nhiên, giá mặt hàng dầu lại có thể tăng đến 200 đồng một lít. Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính tăng trích quỹ bình ổn, giá xăng có thể tiếp tục giữ nguyên, thậm chí tăng nhẹ. Mức giảm cũng có thể sẽ nhiều hơn so với nhận định nếu cơ quan điều hành tăng chi quỹ bình ổn. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 18 lần điều chỉnh, trong đó 9 lần tăng, 6 lần giảm và 3 lần giữ nguyên. Vào cuối tháng 4, Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 02 quy định về việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng, cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 24 tháng 4 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Các khoản được cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm là các khoản cho vay và cho thuê tài chính. Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến giữa tháng 6 đã có 17 ngân hàng tiến hành cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng, với tổng số dư nợ được cơ cấu lại chỉ khoảng 150.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tính đến giữa tháng 6, tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 12,32 triệu tỷ đồng. Như vậy, con số cơ cấu nợ sau 2 tháng thực hiện còn rất thấp. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phân tích các ngân hàng sẽ chỉ cơ cấu nợ với điều kiện tiên quyết là doanh nghiệp được cơ cấu nợ có khả năng phục hồi. Đồng thời, các ngân hàng cũng đánh giá đúng bản chất nợ xấu. Việc cơ cấu nợ thuộc trách nhiệm của ngân hàng, rủi ro lớn nhất của cơ cấu nợ là khó khăn của doanh nghiệp sẽ đổ dồn về ngân hàng. Đây là những nguyên nhân khiến việc cơ cấu nợ chưa đạt được kỳ vọng của khách hàng. Tổng cục Thống kê đánh giá tổng sản phẩm nội địa GDP 6 tháng đầu năm chỉ đạt 3,72%, là không đạt như kỳ vọng và mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm nay là thách thức lớn. Bởi theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra trong nghị quyết số 01 của Chính phủ, để đạt mục tiêu cả năm tăng trưởng 6,5% thì 6 tháng đầu năm cần phải đạt mức tăng 6,2%. Tuy nhiên, kết quả biên soạn GDP cho thấy kinh tế cả nước 6 tháng chỉ ước đạt 3,72%, thấp hơn nhiều so với kế hoạch, tương đương thấp hơn 2,48 điểm phần trăm. Tuy nhiên, cơ quan thống kê cũng chỉ ra một số tín hiệu được kỳ vọng sẽ là động lực đột phá để phát triển kinh tế theo mục tiêu đề ra. Đầu tư công đang được ráo riết đẩy mạnh nhằm giải phóng nguồn lực, tạo cơ hội cho sản xuất phát triển. Hoạt động du lịch tăng trưởng sẽ tạo cơ hội cho nhiều ngành dịch vụ phát triển, thúc đẩy tiêu dùng trong nước và xuất khẩu tại chỗ. Nhiều sản phẩm nông sản đang vào mùa có khả năng xuất khẩu cao. Ngoài ra, tăng lương cơ sở mới kể từ tháng 7 sẽ là nhân tố để kích thích nhu cầu tiêu dùng, gia tăng thu nhập, nâng cao mức độ thụ hưởng của người lao động. Liên quan đến giá cả hàng hóa thị trường, thưa quý vị, gần đây trước việc một số hàng hóa tại chợ truyền thống tăng lên, các siêu thị, trung tâm thương mại lại đang có sự tính toán ngược lại, đó là hạ giá bán nhiều sản phẩm và đẩy mạnh khuyến mãi.
Và thưa quý vị, một số chuyên gia thị trường ví von, các nhà bán lẻ năm nay đã chơi một ván bài lật ngửa, tận dụng những biến động bất lợi của thị trường để tạo ra lợi thế cạnh tranh, thu hút khách hàng. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Mùa hè năm nay được đánh giá là một trong những mùa khuyến mãi diễn ra rầm rộ với mức sale lớn nhất, thời gian kéo dài nhất của các nhà bán lẻ trong nhiều năm trở lại đây. Trên thực tế, lượng hàng hóa phục vụ cho các chương trình khuyến mãi này đã được tính toán kỹ từ đầu năm với các nhà cung cấp, nên các nhà bán lẻ vẫn đảm bảo lợi nhuận, bất chấp một vài thời điểm có nhiều sản phẩm giảm giá hơn 50%. Đặc biệt, chương trình khuyến mãi đã được bắt đầu từ giữa tháng 5, nhưng đến nay vẫn chưa chấm dứt và cuộc đua hút khách vẫn đang rất nóng. Thì siêu thị Lotte chúng tôi đã liên kết với nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để luôn giữ được mức giá sản phẩm được ổn định và có những cái chương trình khuyến mãi cho khách hàng. Thì mỗi đợt mà chương trình khuyến mãi như vậy thì chúng tôi sẽ lựa chọn từ 700 đến 900 sản phẩm là các sản phẩm mà thực phẩm tươi sống hoặc là nhu yếu phẩm để phục vụ tối đa cái nhu cầu của khách hàng. Thì tại nhiều siêu thị họ còn áp dụng các cái chương trình khuyến mãi theo từng giờ và theo từng ngày đối với rất nhiều các sản phẩm để thu hút khách hàng đến và mua sắm. Theo các siêu thị, việc xây dựng các chương trình khuyến mãi đang tạo ra hiệu ứng tích cực. Nước đi hợp lý này đã tạo ra được thiện cảm của người tiêu dùng đối với các chính sách bán hàng của siêu thị. Đặc biệt là nó lại đến đúng thời điểm khi hàng hóa trên thị trường lại đục địch tăng thêm. Bình quân trong tháng 6 vừa qua, mỗi ngày siêu thị Lotte Mart đón gần 3.000 lượt khách một ngày, tăng hơn 20% so với tháng trước đó. Còn tại Bixi Đồng Nai, lượng khách những ngày gần đây đạt tới gần 5.000 một lượt một ngày, cao xấp xỉ những ngày lễ Tết. Cứ mua đồ gì cứ ghé siêu thị Bixi này nọ mua xong đi về. Chứ ở ngoài là giá ngoài không ổn định như trong Bixi, cứ bất bên như ở ngoài muốn lên muốn quê cứ một chút. Bixi nào ổn định, cứ mặt hàng nào cũng ổn định, giống theo giá của kiểu thị trường ở ngoài. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Đồng Nai đạt trên 127.000 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Đây là một tín hiệu tốt cho thị trường đang dần ấm lên. Đây cũng là kết quả của chủ trương khuyến khích doanh nghiệp để mạnh khuyến mại thông qua việc cơ nới nhiều quy định liên quan, đặc biệt là việc phá vỡ hàng rào hạn mức khuyến mại ở nhiều thời điểm phù hợp. Vâng, từ ngày 1 tháng 7 2023 thì những người là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được hưởng mức lương cơ sở mới là 1,8 triệu đồng theo Nghị định số 24 của Chính phủ. Như vậy là sau 4 năm kể từ ngày 1 tháng 7 2019, áp dụng mức lương cơ sở là 1 triệu 490.000 đồng. Đến nay mức lương cơ sở đã chính thức được tăng thêm 310.000 đồng, tăng 20,8% cho các đối tượng được hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, mừng được tăng lương nhưng với nỗi lo tăng giá là trăn trở của nhiều cán bộ công chức viên chức hiện nay. Ghi nhận sau đây tại thành phố Biên Hòa. Công tác tại Ủy ban Nhân dân phường Bình Đa gần 20 năm, mức lương hiện tại của chị Nguyễn Thị Linh là hơn 6 triệu đồng một tháng. Cũng như chị Linh, nhiều cán bộ công chức viên chức các phường xã thành phố Biên Hòa cũng có niềm vui chung là được tăng lương dù ít hay nhiều vì còn phụ thuộc vào ngạch, bậc, hệ số, phụ cấp chức vụ. Nhưng hầu hết mọi người đều phấn khởi bởi họ có thêm khoản thu nhập để lo cho gia đình được tốt hơn. Đặc biệt, lực lượng viên chức ngành giáo dục y tế cũng yên tâm cống hiến với nghề. Rất là phấn khởi khi mà mức lương hiện tại tăng hơn gần 300 một tháng. Nhưng mà hiện nay á, đi chợ thì thấy cái giá cả nó cũng rất là biến động, nó rất là tăng. Mà gia đình với hai đứa con nhỏ đi học nữa thì nó cũng có những cái khó khăn nhất định. Thì cũng mong các cấp chính quyền, các cấp quan tâm đến cái vạch giá để nó không có, so với cái mức lương thì nó cũng không có đẩy cao quá để cho cái mức sống của nó được ổn định hơn ạ. Tôi công tác ở đây đã được 5 năm rồi, thì trong 5 năm qua thì đây là lần đầu tiên là được mùng 1 tháng 7 này là được tăng lương. Với mức lương mới hiện nay so với lại trước thì có một số sự thay đổi. Trước mắt là thấy cuộc sống nó sẽ được dễ chịu hơn, chi tiêu nó cũng sẽ thoải mái hơn một chút cho gia đình. Thì qua đó cũng là một cái nguồn động lực để giúp cho tôi có một cái động lực để cống hiến nhiều hơn, công tác nó được ổn định hơn.
Bên cạnh niềm vui được tăng lương, rất nhiều người vẫn đang canh cánh nỗi lo hàng hóa tăng giá vì tăng lương mà giá tiêu dùng leo thang thì chẳng có ý nghĩa gì. Điều này dường như đã thành quy luật qua nhiều lần tăng mức lương cơ sở trước đây, khi lương tăng thì giá cũng tăng. Để động viên tinh thần cho cán bộ công chức viên chức làm việc thì thời gian qua, các đơn vị phường xã thành phố Biên Hòa luôn có những hoạt động thiết thực, tạo môi trường đoàn kết, giúp đỡ nhau để cán bộ cơ sở làm tốt công việc, phục vụ nhân dân. Trong nhiều năm qua thì do tình hình dịch bệnh Covid cũng ảnh hưởng đến đời sống của anh em cũng như là của người dân trên địa bàn. Mặc dù là chưa được tăng lương nhưng mà địa phương cũng tạo được cái môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng để giúp cho anh em khi mà tới cơ quan thì cảm thấy là cơ quan như là một mái nhà để mà mọi người cùng nhau phấn đấu để công việc được nâng cao chất lượng, hoàn thành các chỉ tiêu mà do thành phố như là địa phương giao. Tăng mức lương cơ sở trong thời điểm này là hoàn toàn hợp lý vì mức lương cũ không đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống. Điều mong muốn nhất của chính nhóm đối tượng được tăng lương lần này là cùng với việc nâng lương, chính phủ và các ngành liên quan, các địa phương sẽ triển khai kịp thời các giải pháp kiểm soát, bình ổn giá thị trường, không để các mặt hàng tăng giá quá cao để việc tăng lương đảm bảo ý nghĩa. Tiếp tục là những thông tin thời sự đáng chú ý khác vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, chiều qua Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phật đường Pháp Tuyền tổ chức phiên chợ không đồng dành cho cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn và người dân nghèo trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Phiên chợ được tổ chức tại Phật đường Pháp Tuyền, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Tại đây bày bán hơn 25 mặt hàng gồm nhu yếu phẩm, thực phẩm và các loại rau củ quả. Điều đặc biệt, tất cả đều được bán với giá không đồng. Đây đều là những đóng góp từ những tấm lòng hảo tâm của các Phật tử và các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh để tạo nên phiên chợ ý nghĩa đầy tính nhân văn này. Tôi được sống với cái cuộc sống thanh bình như ngày hôm nay thì tôi mỗi lần đến tháng 7 thì tôi đều nghĩ đến những người cô chú bác bách gia bách tính trong họ cũng vì cái sự bình yên của đất nước mà hy sinh bản thân của mình, hoặc những cô chú hy sinh một thần thân máu xương máu của mình trên những mảnh đất để có được ngày bình yên hôm nay. Nên tôi kêu gọi những mạnh thường quân, những doanh nghiệp, những tấm lòng vàng đồng hành để trao tặng mối tình thương này để nhớ ơn đến các cô chú đã hy sinh vì đất nước. Chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ, hơn 100 lượt người là thành viên Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy, thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn và người dân nghèo tại thành phố Biên Hòa đã được các Phật tử, các bạn đoàn viên hỗ trợ đi chợ, chọn cho mình những mặt hàng ưng ý. Ngoài các sản phẩm được bày bán, mỗi người còn được tặng 2 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, tổng giá trị mỗi phần quà là gần 800.000 đồng. Tôi thì nói chung là cũng như bà con là được mọi thành phần mạnh thường quân các thứ quan tâm đến, là chúng tôi rất cảm ơn. Không, tôi chỉ quan tâm là bây giờ được đất nước mình được an bình. Khi mà tôi nhận quà tại chùa Pháp Tuyền này, tôi rất cảm xúc và rất cảm ơn chính quyền địa phương và các mạnh thường quân và tại chùa Pháp Tuyền này đã cho tôi những cái món quà thật là ý nghĩa. Theo Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đồng Nai, giá trị hoạt động cho phiên chợ không đồng là gần 90 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Trong thời gian tới, Hội Chữ Thập Đỏ các cấp tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm động viên, tri ân, chăm lo tốt hơn nữa với những người có công với cách mạng, gia đình chính sách và người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện tập trung triển khai quyết liệt và đạt kết quả tích cực.
bộ phận tiếp nhận trả kết quả huyện đã tiếp nhận giải quyết hơn 18.000 hồ sơ, hoàn thành trả kết quả hơn 15.000 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đúng hạn là 97,75%, đạt chỉ tiêu 96% trở lên. 12 trên 12 xã thị trấn Vĩnh An thực hiện việc tiếp nhận giải quyết trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước hạn đúng hạn, đạt tỷ lệ trên 96%. 12 trên 12 xã đã triển khai thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, 100% ý kiến phản ánh kiến nghị về cải cách hành chính được xử lý dứt điểm, 52 trên 52 ý kiến. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thống Nhất và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện vừa tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp. Thông qua chương trình phối hợp nhằm tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, huy động các nguồn lực cho quỹ vì người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Thống Nhất. Đảng ủy quân sự huyện Xuân Lộc mới đây tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025 và phiên thường kỳ 6 tháng đầu năm 2023. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Đảng ủy quân sự huyện Xuân Lộc tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chỉ định của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới, nâng cao chất lượng dự báo nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm túc việc thực hiện nề nếp chế độ quy định trực sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp, bảo vệ an toàn các cao điểm, các ngày lễ, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Trường sĩ quan lục quân 2 mới đây tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong cuốn sách Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào giảng dạy, học tập, công tác ở trường sĩ quan lục quân 2. Tại buổi tọa đàm đã có nhiều ý kiến trao đổi của các phó giáo sư, tiến sĩ, cán bộ, giảng viên trong nhà trường và các đại biểu khách mời. Các ý kiến đã tập trung làm rõ những nội dung nổi bật của cuốn sách, như nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta thời gian qua, nhiệm vụ phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm, từ xa trong thời gian tới. Đặc biệt, các ý kiến tập trung thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của nhân dân đối với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện nhất quán phương châm trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Theo Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Trường sĩ quan Lục quân 2, đây là hoạt động khoa học có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, góp phần lan tỏa giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của cuốn sách, đồng thời là cơ hội để toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên trong toàn trường hiểu rõ hơn về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng ta hiện nay. Thực hiện cái chỉ đạo của Tổng cục Chính trị nhằm làm lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, hạ sĩ quan, binh sĩ của nhà trường đối với cái quan điểm cũng như cái sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ta, mà đặc biệt là vai trò của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác là phòng chống tiêu cực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, và trên cơ sở đó để vận dụng vào công tác giảng dạy, học tập, công tác của nhà trường. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng làm rõ thêm về nguyên nhân, bản chất, mục đích của vấn nạn tham nhũng tiêu cực, nhận diện và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về phòng chống tham nhũng, đề xuất các biện pháp vận dụng và cụ thể hóa tư tưởng về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo học viên ở nhà trường nói chung, cũng như trong việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân nói riêng ở mỗi cán bộ, giảng viên, học viên nhằm giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Liên quan đến tiến độ kích hoạt định danh điện tử VNEID. Thưa quý vị, hiện nay cấp ủy chính quyền phường Bào Sen, thành phố Long Khánh đã và đang tập trung huy động, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến từng nhà người dân, hỗ trợ cách thức đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Ngoài việc tại các điểm trụ sở ủy ban nhân dân phường, khu phố, chính quyền địa phương cũng quyết định thực hiện hỗ trợ đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho giáo dân ngay tại giáo xứ trên địa bàn phường. Tại giáo xứ Núi Đỏ, phường Bào Sen, vào những buổi chiều các người dân, trong đó có các giáo dân đi lễ, đã tập trung và đã được các tổ tuyên truyền của phường thực hiện hướng dẫn cài đặt cho giáo dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, có phần để nhanh công tác cải cách hành chính và thực hiện chính phủ số. Thì thời gian qua, nhận thức của bà con nhân dân trên địa bàn phường Bào Sen đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Rất nhiều bà con đã chủ động cài đặt tài khoản định danh điện tử cho bản thân mình, và cũng một số bà con thì cũng do chưa dành về công nghệ cho nên là cũng thường xuyên liên hệ với cán bộ của phường để hướng dẫn kích hoạt. Nói chung là thông qua công tác tuyên truyền với bằng rất nhiều hình thức khác nhau, kể cả là tuyên truyền qua hệ thống đài phát thanh, tờ rơi hay là cán bộ trực tiếp tuyên truyền, thì hiện nay nhận thức của bà con về ứng dụng VNID cũng như là cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử đã được nâng cao rõ rệt. Tính tới nay, phường Màu Sen đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID cho trên 2.800 trong tổng số hơn 4.600 người, đạt tỷ lệ 59,46%. Người dân sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 thành công có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, khai báo tạm trú, tạm vắng. Ngoài ra, ứng dụng có thể sử dụng thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký thích hợp hiển thị trên ứng dụng này như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, v.v. Khi người dân giao dịch, hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo. Và cái quá trình khi em đã tham gia cái công tác định danh điện tử này thì thấy rất là nhiều cái lợi ích của người dân nằm ở đây. Cái thứ nhất là dạ về cái vấn đề khi đi ra cái công tác giao dịch thì không cần phải đem nhiều giấy tờ. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Và cái thứ hai thì nó sẽ tạo cho người dân không phải bận tâm về thất thoát về cái giấy tờ khi mình cầm, mình sử dụng đi đường. Thì chỉ cần một cái điện thoại nằm trong người thì chúng ta có thể sử dụng được tất cả các giao dịch cũng như là các mọi cái vấn đề liên quan về đến giấy tờ của người dân. Theo quyết tâm để nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, phường Màu Sen sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Một vấn đề khác cũng rất đáng quan tâm trên lĩnh vực an ninh trật tự. Thưa khán giả, Đồng Nai là một trong những địa bàn có vị trí quan trọng ở khu vực phía Nam. Đồng Nai có tuyến quốc lộ 1A chạy qua, lại tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương và Rịa Vũng Tàu. Do đó, Đồng Nai được xem vừa là địa bàn tiêu thụ, vừa là địa bàn trung chuyển ma túy từ biên giới và các tỉnh miền Trung, miền Bắc và thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Thời gian qua, lực lượng công an Đồng Nai đã và đang nỗ lực triệt xóa các đường dây chân rết tội phạm ma túy và kéo giảm số người nghiện ma túy trên địa bàn, quyết tâm không để Đồng Nai trở thành địa bàn trung chuyển ma túy. Thành phố Biên Hòa được đánh giá là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Các đối tượng tội phạm, trong đó có ma túy, xem Biên Hòa như một địa bàn bước đệm để trung chuyển ma túy vào khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy phát hiện triệt phá hơn 130 vụ, bắt xử lý gần 300 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Là địa bàn Biên Hòa thì cũng là một cái địa bàn trung chuyển, giống như là nhiều các cái đối tượng cũng đã đi muốn đi từ miền Trung vào trong thành phố Hồ Chí Minh thì cũng qua là phải qua cái địa bàn Đồng Nai và đặc biệt là chỗ Biên Hòa. Và ở các cái tỉnh khác mà đi về Bình Dương, đi về Vũng Tàu thì cũng là thường là đi qua cái địa bàn thành phố Biên Hòa. Do vậy nên cái tình hình về các cái đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Biên Hòa thì cũng vẫn còn là những cái tiềm ẩn là cũng còn là hoạt động tương đối là phức tạp. Theo Công an Đồng Nai, tình hình tội phạm vi phạm về ma túy còn diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi như sử dụng mạng viễn thông, mạng xã hội với nhiều loại hình để liên lạc, trao đổi, mua bán ma túy. Ma túy được vận chuyển trên nhiều phương tiện như đường hàng không, đường bộ, vận chuyển thông qua các dịch vụ chuyển phát nhanh qua hệ thống bưu chính và tội phạm thường thuê người khác vận chuyển để che giấu tung tích. Số lượng ma túy mà chuyển vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc ra ngoài miền Trung thì đường qua trên địa bàn Đồng Nai. Đấy. Thứ nhất là nó sẽ đi ngang qua đường quốc lộ 1A. Đấy là trên các thứ nhất là gửi trên các xe khách hoặc là gửi qua phát nhanh. Thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ động mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy. Các tụ điểm phức tạp về ma túy từng bước ngăn chặn tội phạm ma túy xâm nhập vào địa bàn. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai, 5 tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện bắt giữ 349 vụ trên 656 đối tượng,
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 316 vụ, 531 bị can, xử phạt hành chính 22 vụ, 109 đối tượng. Phòng PC04 cũng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Hà Nội cũng cục cũng đã tiến hành triệt xóa bắt nhiều vụ liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa, vận chuyển ma túy cho các đối tượng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tội phạm ma túy được xem là tội phạm của các loại tội phạm. Công an Đồng Nai đã và đang nỗ lực triệt xóa các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, quyết tâm không để Đồng Nai trở thành địa bàn trung chuyển ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bình yên nhân dân. Thưa quý vị, tại thành phố Long Khánh có một cây chôm chôm hàng trăm tuổi nằm giữa vườn, loang lổ dấu vết thời gian. Hàng chục năm không thấy ra hoa kết trái, bỗng dưng năm nay, cụ chôm chôm bung sức, trái chín đỏ rực một góc vườn. Hiện tượng thú vị này đã thu hút được sự quan tâm của người dân địa phương cũng như là khách du lịch. Vườn của ông Sáu Hùng ở xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh có một cây chôm chôm có tuổi đời hàng trăm năm. Chủ vườn kể, 34 năm trước, ông về mua mảnh vườn này, cây chôm chôm đã có. Người chủ trước nửa của mảnh đất này cho biết, gia đình họ ở mảnh vườn 45 năm, nhưng cây cũng đã có từ bao giờ. Đặc biệt hơn cả là sau hàng chục năm không ra trái, năm nay cây lại sai trĩu quả. Thì tôi cũng không xác định nó được bao nhiêu năm, nhưng mà tôi đã là 31 năm. Thì cái người đó cũng khoảng 45 năm vậy, là nó cũng rất là lâu đời rồi. Cách đây là khoảng gần 10 năm, tôi nhớ là gần 10 năm. Năm nay nó lại mới ra trái. Thì lúc đó tôi lại càng chú ý hơn về cây này. Thì khi mà tôi hiện nay á, cái cây này á, tôi có thể khẳng định là ở trong Bình Lộc và trong ở Long Khánh này chỉ có gốc cây này là bự nhất. Cây chôm chôm có thân cây hai người lớn ôm không hết, dấu vết thời gian hiện rõ với những nhánh lớn đã gãy mục, nhưng những nhánh chính vẫn vươn cao bung tán rộng, trái chín đỏ rực một góc vườn. Cây chôm chôm trăm tuổi là chôm chôm Java, giống chôm chôm đang được ngành chức năng Long Khánh thực hiện chỉ dẫn địa lý để bảo tồn. Có nghe qua về cây chôm chôm này nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên mình mục siêu thị nó. Okay, rất là ấn tượng, rất là thích nhìn trái cây rồi này kia, nhìn rất là xum xuê, cái trái rất là đẹp. Thì tất cả những cái đoàn du khách mà tôi tới đây á, là tôi đều giới thiệu các bạn nên đi xuống dưới cái cây chôm chôm, gọi là tôi gọi bằng cụ. Các bạn có những bạn hỏi tại sao gọi bằng cụ, thì tôi nói cây chôm chôm nó lâu đời lắm rồi. Và tôi cũng mời du khách là mỗi người cũng nên bứt lấy một trái hay trái ăn để lấy lộc. Tôi cũng đang có cái hướng là bây giờ phải làm sao giữ nó đây. Nhưng mà để mà khẳng định là nó bao nhiêu tuổi hoặc để bảo tồn nó nào thì tôi cũng đang xoay quanh vấn đề đó để mà muốn chuyên gia rồi muốn những nhà khoa học về để bảo tồn lại cái giống cây này. Mùa du lịch vườn vẫn chưa kết thúc và du khách nếu ghé Long Khánh vẫn có thể tới Bình Lộc thăm cụ chôm chôm để nghe kể về những câu chuyện thú vị liên quan và thưởng thức vị ngon của trái cây chôm chôm trăm tuổi. Như thường lệ, trước khi kết thúc chương trình Đồng Nai ngày mới sáng đầu tuần, mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện đáng chú ý dự kiến diễn ra trong tuần tại Đồng Nai từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7 năm 2023. Thứ hai ngày 3 tháng 7, họp giao ban thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đồng Nai tổ chức sinh hoạt chi bộ trực tuyến và sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 7 năm 2023, hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 24 của Bộ Chính trị. Thứ ba ngày 4 tháng 7, hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương, Đồng Nai tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân, Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 10. Hội nghị xúc tiến thương mại cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã khu vực miền Nam. Thứ tư ngày 5 tháng 7, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 12. Thứ năm ngày 6 tháng 7, thảo luận đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đi kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới. Thứ sáu ngày 7 tháng 7, lễ động thổ khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai họp giao ban chỉ đạo 35 tỉnh quý 2 năm 2023. Phiên thứ 8, ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.
lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành T1, T2 và các công trình định cư Lộc An, Bình Sơn. Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước